Phải đầu tư quả như thanh niên đây này. Bác đã vừa cài cho hãy đầu tư quả như thanh niên đây này. Chúng ta phải đầu tư quả như thanh niên đây này. Thế cái trò gì mà có phải suy ghi lên
cho khách vào hành hạ con người. Thank you.